vạn đội tinh kỳ quang hải tạng, ngũ canh tiêu cổ lạc thiên cung, thuyền sông nhất chẩm giang hồ noãn, bất phục du chàng nhập mộng trung. Anh Tông Trần Thuyên. Hoàng tử Trần Thuyên là con trưởng của vua Trần Nhân Tông và Khâm Từ Hoàng hậu. Ông sinh trưởng trong giai đoạn nhà Nguyên chuẩn bị tiến đánh Đại Việt, đến khi trăm họ Thái Bình yên nghiệp mới được phong hoàng thái tử. Một năm sau được truyền ngôi vua. Ông kế thừa gần như đầy đủ sự thông minh lanh lợi lẫn liều lĩnh phóng khoáng của họ Trần. Thời trẻ, ông thích uống rượu và vi hành, đêm đêm lại lên kiệu cùng với hơn chục thị vệ đi khắp trong kinh kỳ, gà gáy mới trở về cung. Một đêm, ông bị bọn vô lại ném gạch trúng vào đầu. Thượng hoàng biết được quở trách rất nghiêm khắc. Thượng hoàng có lần lựa một ngày trời trong nắng cao, từ phủ Thiên Trường âm thầm về kinh sư thăm đứa con quý báu, nhưng chờ mãi cũng không thấy vua đâu. Hỏi ra mới biết vua uống rượu say khướt, ngủ đến không biết trời long đất lở bên ngoài. Thượng hoàng nổi giận bỏ về, đoạn xuống chiếu cho tất cả các quan thầy tôn thất ngay hôm sau phải tới phủ Thiên Trường để điểm danh. Đến khi vua tỉnh rượu, nghe cung nhân báo lại, quýnh quán chạy ra ngoài thì đụng trúng cậu học trò Đoàn Nhữ Hài. Vua thấy cậu mặt mày sáng sủa, học thức, liền lôi vào thư phòng, bù lu bù loa rằng trẫm lỡ đắc tội với thượng hoàng, giờ ngươi hãy thảo cho trẫm một bản kiểm điểm. Đoàn Nhữ Hài viết xong, vua vội lấy thuyền kéo cậu về Thiên Trường. Thượng hoàng nhìn qua biết vua không thành thật, không nhận bài biểu ấy. Đoàn Nhữ Hài cứ quỳ mãi ở đó. Thượng hoàng mới động lòng, răn dạy vua mấy câu rồi cho qua. Từ sau chuyện này, vua phong Nhữ Hài làm ngự sử trung tán, bỏ uống rượu, chuyên tâm việc triều chính. Một lần khác, thượng hoàng ngự cung trùng quan, vua đến chầu. Thượng hoàng giảng: nhà ta người miền dưới, nếp nhà theo nghề võ, đời đời chuộng dũng cảm, thường xăm hình rồng vào đùi, quan gia cũng nên xăm rồng để giữ gốc. Bấy giờ thợ xăm đã ở ngoài chờ sẵn. Vua một dạ hai vân, nhưng rình lúc thượng hoàng quay nhìn chỗ khác, vội quay đầu chạy trốn. Một lúc lâu sau, thượng hoàng hỏi quan gia đâu rồi, các quan tả hữu mới thưa là đã về. Thế là từ đời Anh Tông, các vua Trần không xăm nữa. Tuy ông hành xử có phần tùy tiện, song nội trị ngoại giao đều mang dáng dấp minh quân, khiến người khác tuân phục. Ông từng đánh quan thượng phẩm Nguyễn Hưng đến chết vì tội mê bài bạc. Khi Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư vào chầu, Hành Khiển đem việc ông bị người trong trấn kiện tham lam thô bỉ. Khánh Dư nhân đó tâu: tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ. Vua nghe vậy không hài lòng. Khánh Dư sợ ở lâu bị vua khiển trách, bèn trở về. Tre già măng mọc, lứa anh tài đời đầu dần rời khỏi quan trường. Ông cho chiêu hiền đại sĩ cất nhắc được một loạt những văn nhân võ tướng tài giỏi khác như Huệ Vũ Đại Vương, Trần Quốc Chẩn, Đoàn Nhữ Hài, Trương Hán Siêu, Mạc Đỉnh Chi. Vua định quy chế mới về triều phục của hai bang văn võ, định phép thi thái học sinh, năm đại hạn thì ân xá, mất mùa thì phát chuẩn. Trị đạo lấy nuôi dân làm kiếp, chính sự lấy phong hiến làm đầu. Dưới thời Anh Tông,
Mạc Đỉnh Chi đi sứ khiến Đại Nguyên phải nhân nhượng. Phạm Ngũ Lão điều binh phá tan quân Ai Lao. Vua lại đích thân cầm quân mở rộng lãnh thổ xuống Chiêm Thành. Nhà Trần tuy vang danh trong ba cuộc đại phá giặc Mông Nguyên, nhưng dưới thời An Tông mới thực sự đạt tới thái bình thịnh thế. Toàn Thư nhận định: vua khéo biết kế thừa, cho nên thời cuộc đi tới thái bình, chính trị trở nên tốt đẹp, văn vật chế độ ngày càng thịnh vượng. Ông ở ngôi vua 21 năm, làm Thái Thượng Hoàng 6 năm, mất khi mới 45 tuổi, miếu hiệu Anh Tông. Tuy không trường thọ, nhưng ông sống một cuộc đời sôi nổi nhiệt thành, phóng khoáng, ít câu nệ, chuyên tâm trong mọi việc. Họ Trần truyền năm đời vua, đi qua bao nhiêu thăng trầm, loạn yên, nhưng dường như bụi trần vẫn không mảy may kinh động được đến sự tiêu dao tự tại trong tâm hồn những người ngồi ở ngôi chí tôn. Vạn đội tinh kỳ quan hải tạng, ngũ canh tiêu cổ lạc thiên cung, thuyền sông nhất chẩm giang hồ noãn, bất phục du chàng nhập mộng trung. Trích bài đánh Chiêm Thành về đậu thuyền ở cửa biển Phúc Thành, Trần Anh Tông. Bản dịch của Lịch Triều Hiến Chương loại chí: cờ xí mu vẽ sáng rực cả đáy biển, kèn trống năm canh rung động cả bầu trời, trong khoang thuyền một giấc giang hồ ấm áp, chẳng mơ mộng gì đến lộng cờ.